Khoảng 15 giờ 15 phút chiều ngày 19 tháng 6, chiếc xe ven biển số 70C-11336 chạy trên đường Chế Lan Viên, hướng trường Dinh Điềm Nguyễn Hữu Tiến, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến giao lộ đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, phương tiện này rẽ phải thì va chạm với xe máy do anh NDB, 35 tuổi, quê Quảng Nam cầm lái. Cú va chạm khiến anh B bị cán tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng kẹt dưới gầm xe ben, giao thông ùn ứ cục bộ. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng quận Tân Phú đã đến khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.